Hello everyone, nice to meet you again. My name is Nguyễn Thị Thu Hiền. I'm an English teacher at Quang Kim Secondary School. Today, I would like to tell you about Report the Speed. Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Cô là Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên tiếng Anh trường trung học cơ sở Quang Kim. Hôm nay, cô sẽ cùng các bạn ôn lại chuyên đề ôn thi vào 10. Câu trực tiếp, gián tiếp. Vâng. Khi nói đến câu trực tiếp gián tiếp trong phần bài ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu thứ nhất đó là khái niệm về câu trực tiếp, câu gián tiếp. Thứ hai đó là cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Trong phạm vi ngày hôm nay, cô hướng dẫn các bạn chuyển ở 3 loại câu. Một đó là loại câu kể. Thứ hai đó là loại câu hỏi. Thứ ba đó là câu mệnh lệnh yêu cầu. Và chúng ta sẽ làm một số bài tập vận dụng. Mời các em vào phần đầu tiên đó. Phần khái niệm. Lời nói trực tiếp hay còn gọi là direct speech là lời nói chính xác điều ai đó diễn đạt. Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép. For example, she said, the exam is difficult. Như vậy chúng ta thấy là lời nói trực tiếp của chúng ta đang nằm trong dấu ngoặc kép. Lời nói gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật, indirect speech, là thuật lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép. For example, Hua said, I want to go home. Hua said, she wanted to go home. Như vậy, trong ví dụ, chúng ta thấy là câu trực tiếp thì được đặt trong dấu ngoặc kép, còn câu gián tiếp, chúng ta thấy là đã được bỏ dấu ngoặc kép. Và chúng ta quan sát hai câu, chúng ta thấy có sự khác nhau, đó là chủ ngữ I đang được đưa về chủ ngữ she. Động từ want đang ở hiện tại đơn giản, cô giáo đang chuyển về wanted, đó là thì quá khứ đơn giản. Vâng, như vậy trong quá ví dụ trên chúng ta thấy là người ta đang được đổi hai thành phần. Phần thứ hai cô giáo muốn nhắc lại với các bạn đó chính là nguyên tắc chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Các bạn lưu ý cho cô giáo có 3 bước. Bước thứ nhất, chúng ta có thể bỏ dấu ngoặc kép, đổi ngôi, đổi tân ngữ. Thứ hai, đó là chúng ta phải lùi thì của động từ. Và bước thứ ba, đó là chúng ta đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn, đại từ chỉ định. Với ba bước đổi, chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng bước một, xem là đổi ngôi, đổi tân ngữ chúng ta sẽ làm như thế nào. Thứ nhất, chúng ta có chủ ngữ là ai. Khi sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ được đổi là she và he. Tân ngữ me chúng ta sẽ đổi thành her và him trong câu gián tiếp. Chủ ngữ we trong câu trực tiếp đổi thành chủ ngữ they trong câu gián tiếp. Tân ngữ our đổi thành them trong câu gián tiếp. Chủ ngữ you trong câu trực tiếp chúng ta sẽ đổi thành I, we. Hoặc chủ ngữ you, tân ngữ you sẽ được đổi thành me và us trong câu gián tiếp. Và các chủ ngữ he, she, it và they trong câu trực tiếp, khi chuyển gián tiếp chúng ta giữ nguyên các chủ ngữ đó, đó là he, she, it và they. Đó là cách đổi chủ ngữ và tân ngữ. Thứ hai, chúng ta có cách chuyển động từ, thời gian và trạng từ chỉ nơi chốn. Các bạn quan sát bảng sau của cô. Ở câu trực tiếp chúng ta có present simple tense, hiện tại đơn giản. Thì sang câu gián tiếp chúng ta sẽ đổi thành past simple tense, đó là quá khứ đơn giản. Ở câu trực tiếp chúng ta có thì present progress tense, hiện tại tiếp diễn. Thì trong câu gián tiếp chúng ta sẽ được đổi thành past progress tense, đó là quá khứ tiếp diễn. Trong câu trực tiếp present perfect hoặc là past simple, hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ được chuyển thành past perfect, đó là thì quá khứ hoàn thành và có cấu tạo, đó là had, past participle, phần từ 2. Trong câu trực tiếp, chúng ta sử dụng future simple tense, đó là thì tương lai với will, thì will chúng ta sẽ được đổi thành would. Trong câu trực tiếp là can, chúng ta sẽ đổi thành could, và may, chúng ta sẽ đổi thành might. Much, chúng ta sẽ chuyển câu thành has to. Chúng ta có đại từ this, chúng ta sẽ được chuyển thành that. The, chúng ta sẽ được chuyển thành though. Chúng ta có trạng từ here, ở đây,
Câu gián tiếp chúng ta sẽ chuyển bằng there. Now chúng ta sẽ chuyển thành then. Today chúng ta sẽ chuyển thành that day. Tomorrow chúng ta sẽ chuyển thành the following day. Và yêu cầu bảng này các bạn phải học thuộc. Khi nào chúng ta học thuộc thì chúng ta sẽ thấy cách chuyển của chúng ta rất là đơn giản. Vâng, với cách chuyển động từ trạng ngữ nơi chốn, các bạn sẽ quan sát đi vào trực tiếp từng loại câu, câu tường thuật ở dạng câu kể. Thứ nhất, chúng ta có direct speech chuyển thành reported speech, tức là câu trực tiếp, chúng ta chuyển câu gián tiếp. Now look at chamber. I am working in the garden now, Bassett. Như vậy chúng ta thấy đây chính là câu trực tiếp bởi vì nó được làm trong dấu ngoặc kép. Nhiệm vụ chúng ta quan sát cách chuyển của cô. Bassett March. He was working in the garden then. Chúng ta thấy thành phần được chuyển ở đây đó là I đã được chuyển thành he. Am working là thì hiện tại tiếp diễn, cô giáo đã nồi thì, đó là was working. Trạng từ now, bây giờ chúng ta đã thấy được đổi thành then. Như vậy, muốn chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp, các bạn chú ý cho cô giáo. Thứ nhất, chúng ta phải chuyển chủ ngữ. Thứ hai, chúng ta nồi thì của động từ. Và thứ ba, chúng ta chuyển thành phần trạng từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn nếu có. Vâng, và các bạn sẽ có cấu trúc của câu reported statement, đó là câu kể. Chúng ta có subject one cộng động từ thuật lại, đó là said much, said to somebody that hoặc told somebody that cộng subject to và cộng với động từ nùi thì. Vâng, đây chính là cấu trúc và các bạn lưu ý cho cô giáo. Qua ví dụ, qua cách chuyển, qua cấu trúc, các bạn sẽ làm bài tập số 1 cho cô. Đó là chuyển các câu sau sang cách nói gián tiếp. Trước khi chuyển một câu thì các bạn phải nhớ rằng thứ nhất, chúng ta phải bỏ được dấu ngoặc kép. Thứ hai, chúng ta quan sát chủ ngữ. Thứ ba, chúng ta quan sát động từ. Và thứ tư là chúng ta phải quan sát cái phần trạng từ chỉ thời gian nơi chốn. Vâng. Như vậy, trong câu số 1, this birthday cake is delicious, Uncle Hong said. Vậy chúng ta sẽ có đại từ this, động từ to be, chúng ta cần phải chuyển và chúng ta chuyển như thế nào. Vâng, chúng ta có câu đó chính là Uncle Hong said that. Uncle Hong said that birthday cake were delicious. Động từ to be chúng ta đã lùi về were. Tương tự như vậy, number second, I love the roses, Miss Nga said. Chúng ta thấy là trong câu số 2, chúng ta cũng phải định hình được đó là các cái từ cần chuyển. Một, đó là chủ ngữ I. Hai là động từ loved. Ba là đại từ this. Như vậy, câu này chúng ta sẽ được chuyển thành Miss Nga said I thì sẽ được chuyển thành she. Động từ loved sẽ được chuyển thành loved. The chúng ta sẽ chuyển thành Joe. Như vậy chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh, đó là Miss Nga said she loved these roses. I'm having a wonderful time here, Kelsey my said. Chúng ta cũng xác định các thành phần phải chuyển, đó là chủ ngữ I, động từ I'm having và trạng từ here. Như vậy câu này chúng ta sẽ có cách chuyển, đó là Kelsey my said she were having a wonderful time there. I will go to Huế tomorrow, Miss Tree said. Chúng ta cũng xác định các thành phần cần chuyển, đó là chủ ngữ I, động từ will và trạng từ tomorrow. Miss Tree said, he would go to Huế the following days. Number 5, I may have a new job, Miss Hua said. Chúng ta cũng có các thành phần cần chuyển, đó là chủ ngữ I, động từ may. Yes. Và câu này chúng ta sẽ chuyển, đó là Mrs. Hua said she might have a new job. I must leave now, Miss Huang said. Chúng ta cũng có thứ nhất chủ ngữ I cần chuyển, must phải lùi thì, đúng không ạ? Now trạng từ chúng ta sẽ chuyển như sau. Miss Huang said he had to leave then. Như vậy chúng ta có chủ ngữ I được chuyển thành he, must chuyển had to và now chuyển thành
van. Như vậy, qua bài tập số 1, cô cùng các bạn nhớ lại cho cô giáo cách chuyển một câu trần thuật sang câu gián tiếp. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ chuyển thành phần đó là chủ ngữ, thứ hai đó là động từ lùi thì và thứ ba đó là trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn nếu có. Các bạn qua phần thứ hai, đó chính là câu thường thuật ở dạng câu hỏi, reported question, đó là câu thường thuật ở dạng câu hỏi. Trước khi muốn chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp ở dạng câu hỏi thì các bạn phải phân biệt cho cô giáo có hai loại câu hỏi. Loại thứ nhất đó là yes no question và loại thứ hai đó là WH question. Vậy thế nào gọi là yes no question? Câu hỏi ở dạng yes no đó là những câu hỏi bắt đầu bằng các trợ động từ được đứng đầu làm từ để hỏi. Và trợ động từ đó là các trợ động từ nào? Ví dụ như là do, da, did, will, urge, have, has, can, could, may, might, should, etc. Yes, tất cả các trợ động từ đó người ta gọi nó là trợ động từ và đứng đầu làm từ để hỏi thì nó sẽ là yes no question. Thế còn loại câu hỏi thứ hai gọi là WH question chính là những câu hỏi có từ để hỏi. Và từ để hỏi đó là những từ để hỏi nào? What, where, when, why, how, etc. Tất cả những từ để hỏi đó là câu hỏi ở dạng thứ hai. Như vậy chúng ta đã phân biệt được hai loại câu hỏi và các bạn sẽ đi vào phần thứ nhất đó là câu hỏi yes no question. Now look at example. Do you like pop music? She said. Như vậy chúng ta có câu hỏi bắt đầu bằng do, đây chính là yes no question. Vậy muốn chuyển một câu yes no question chúng ta sẽ chuyển như thế nào? She asked me if or whether I like pop music. Như vậy cô đã chuyển thứ nhất. Các bạn quan sát thấy động từ thuật lại. Chúng ta không sử dụng động từ said. Đây là một cái các bạn cần lưu ý mà động từ đây tôi đang dùng đó là động từ ask. Thứ hai, chúng ta phải có một tân ngữ đó là ask me. Và chúng ta mượn cho cô giáo một từ if hoặc whether. Sau đó chủ ngữ you, các bạn đang chuyển về chủ ngữ I. Động từ right ở hiện tại, các bạn sẽ chuyển qua quá khứ đó là like. Pop music. Như vậy trong câu này chúng ta thấy là cấu trúc của câu tường thuật ở dạng yes no question đó là subject one cộng động từ thuật lại đó là ask somebody hoặc động từ wanted to know, sau đó mượn từ if hoặc whether, subject to và động từ lùi thì. Tương tự như vậy với yes WH question. Loại câu hỏi thứ hai, look at the example. Where do you live? She said. She asked me where I live. She asked me where I live. Như vậy, các bạn thấy rằng động từ thuật lại vẫn là động từ ask me. Từ để hỏi where chúng ta giữ nguyên. Chủ ngữ you chúng ta đưa về chủ ngữ I. Động từ live ở hiện tại chúng ta lùi về quá khứ. Như vậy chúng ta cũng có cấu trúc của WH question, đó là subject one. Động từ thuật lại sẽ là ask somebody hoặc wanted to know cộng với WH what, đó là từ để hỏi. Vâng, từ để hỏi này nó sẽ như là từ if hoặc whether với câu hỏi yes no question. Subject to, chủ ngữ 2 và động từ lùi thì. Như vậy các bạn thấy là hai mẫu câu cơ bản là giống nhau. Chúng ta thấy là động từ thuật lại giống nhau, chỉ có khác nhau đó là với yes no question thì chúng ta phải mượn if hoặc whether. Thế còn WH question thì chúng ta dùng luôn WH question. Sau từ để hỏi là chủ ngữ và động từ lùi thì. Vâng, qua ví dụ, qua cách phân tích và qua cách chuyển, các bạn sẽ quan sát làm bài tập sau. Các bạn chuyển các câu sau sang cách nói gián tiếp. How old are you, teacher? Như vậy ở đây câu này các bạn cũng phải xác định các thành phần cần chuyển. Đó là thứ nhất chúng ta phải nùi động từ, thứ hai là cái chủ ngữ you, đúng không ạ? Như vậy câu này cô sẽ được chuyển. The teacher asked me how old I were. Tương tự như vậy
Câu hỏi số 2. Is the school near here? She asked. Như vậy chúng ta thấy đây là câu hỏi yes no question. Các bạn phải mượn từ if hoặc whether. Và cái phần cần phải thay đổi đó là to be và trạng từ. À, như vậy câu này chúng ta sẽ có cách chuyển. She asked me if or whether my school were near there. Như vậy do school thì chúng ta sẽ chuyển về my school. Động từ to be is chúng ta lùi về quá khứ was. Và từ here chúng ta được chuyển thành từ there. Và các bạn thấy khác biệt đó là trên câu hỏi, câu trực tiếp thì chúng ta có dấu hỏi, nhưng đến câu gián tiếp thì chúng ta sử dụng dấu chấm ở cuối câu cho cô. Tương tự như vậy, number 3. What is name of your school? Tuấn asked. Vậy các bạn cũng xác định các thành phần cần chuyển. Thứ nhất đó là to be. À, thứ hai là cái tân ngữ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có câu này chuyển. Tuấn asked me what the name of my school were. Do you go to school by bicycle? Lan asked. Chúng ta sẽ có Lan asked me if or whether I went to school by bicycle. Number 5. Which grade are you in? My asked. Chúng ta thấy đây là câu hỏi ở dạng WH question. Chúng ta cũng các thành phần cần chuyển đó là động từ to be, a và chủ ngữ you. Vậy câu này sẽ được chuyển thành My asked me which grade I were in. Can you accommodate the teacher? Đây là câu hỏi yes no question. Và chúng ta sẽ chuyển như sau. The teacher asked me if or whether I could you a computer. Chúng ta có you được chuyển về I, động từ can chúng ta lùi về could. Như vậy qua bài tập số 2, chúng ta nhớ cho cô giáo cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp ở dạng câu hỏi yes no question or WH question. Chúng ta qua loại thứ 3, đó là câu tường thuật ở dạng mệnh lệnh. Vâng, các bạn đầu tiên các bạn phải hiểu là câu mệnh lệnh hay câu yêu cầu chính là bắt đầu bằng động từ, đúng không ạ? Vâng, ví dụ wait for me here Mary, Tom said. Hãy đợi tôi ở đây Mary, Tom nói, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ thuật lại lời nói của bạn Tom, đó là Tom told Mary to wait for him there. Như vậy chúng ta thấy là hoàn toàn khác với câu trực tiếp, gián tiếp ở dạng câu kể và câu hỏi động từ lùi thì. Thì ở đây động từ của chúng ta sẽ là gì đây ạ? To Mary, động từ nguyên mẫu có to. Như vậy cấu trúc của cô giáo sẽ là subject cộng động từ thuật lại sẽ là told. Hoặc là chúng ta có thể thuật lại bằng động từ ask, sau đó là một tân ngữ và một to verb infinitive, động từ nguyên mẫu có to. Nhớ nhá. Vâng. For me thì chúng ta sẽ đổi thành to wait for. Yes. The second example. Don't talk in class. The teacher said to us. Cô giáo nói với chúng tôi rằng là không được nói chuyện trong lớp. Vâng, thuật lại lời của cô giáo, chúng ta sẽ thuật như sau. The teacher told us not to talk in class. Như vậy chúng ta có cấu trúc của câu phủ định. Subject cộng động từ thuật lại đó là told hoặc asked cộng với tân ngữ cộng với not to verb. Câu mệnh lệnh khẳng định thì chúng ta sử dụng to verb và câu mệnh lệnh phủ định thì chúng ta sử dụng not to verb. Vâng, rất là dễ đúng không các bạn? Vâng, cô mời các bạn sẽ quan sát các câu sau để chúng ta chuyển. Go to the room, her father said to her. Hãy đi vào phòng của con, bố cô ấy nói với cô ấy. Vậy thì chúng ta thuật lại cái lời nói của bố nói với cô ấy, chúng ta sẽ thuật lại như thế nào? Her father told her to go to her room. Như vậy chúng ta có go to thì chúng ta chuyển thành to go to. The room thì chính là her room. Vâng. Don't hurry up, she said to us. Không được vội vã, cô ấy nói với chúng tôi. Vậy thuật lại của lời cô ấy chúng ta sẽ thuật lại như nào? She told us, cô nói với chúng tôi rằng not to hurry, không được vội vã. Yes. Như vậy chúng ta thấy rằng rất là đơn giản đúng không ạ? Give me the key, he told her. Hãy đưa cho tôi chiếc chìa khóa, cô ấy nói. Cậu ấy nói với cô ấy. Như vậy chúng ta thuật lại chúng ta sẽ có là he asked her
to give him the key. Vâng. Sit down, Mary, he said. Cậu ấy nói là Mary hãy ngồi xuống. He asked Mary to sit down. Yes. Take up your shoe, she told us. She told us to take off your shoe. Cô ấy nói với chúng tôi rằng cởi bỏ cái đôi giày ra, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy rất là dễ. Với những câu khẳng định thì chúng ta sử dụng to verb, và với những câu mệnh lệnh phủ định thì chúng ta sử dụng not to verb infinitive, động từ nguyên mẫu có to, đúng không ạ? Như vậy cô cùng các bạn đã ôn lại ba cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Vâng, các bạn hãy quan sát. Report the speech chính là câu trực tiếp gián tiếp. Thứ nhất, ở dạng câu kể, chúng ta sẽ có cấu trúc đó là chủ ngữ cộng động từ thuật lại là said hoặc told, object, subject, to và động từ nùi thì. Ở câu WH question, chúng ta sẽ có câu gián tiếp sẽ là subject cộng động từ ask, tân ngữ cộng WH question cộng chủ ngữ và động từ nùi thì. Ở yes no question thì chúng ta lại có subject cộng ask cộng với tân ngữ cộng với if cộng với chủ ngữ và if hoặc whether cộng với chủ ngữ và động từ nùi thì. Ở câu thứ ba đó là câu mệnh lệnh yêu cầu, request or command, thì chúng ta lại có gì ạ? Subject cộng động từ thuật lại đó là told hoặc asked cộng với tân ngữ cộng với to verb or not to verb. Vâng, đó là ba loại câu. Và các bạn sẽ quan sát một số những cái chú ý để chúng ta nhớ lại cho cô giáo. Với câu trực tiếp, người ta sử dụng đại từ did, thì trong câu gián tiếp chúng ta phải chuyển thành that. The trong câu trực tiếp thì though ở trong câu gián tiếp. Today chúng ta sẽ chuyển that day. Tonight chuyển thành that night. Now chúng ta sẽ chuyển thành then. Tomorrow chuyển thành the following day. Next, the following. Yesterday, the day before. Last, chúng ta có the before. Chúng ta có ago, before. Here, there. Present, chúng ta sẽ chuyển thành past simple. Hiện tại thì chúng ta phải lùi về quá khứ. Green, sang gián tiếp sẽ là would. Can, sang gián tiếp sẽ là could. May, sang gián tiếp sẽ là might. Much, chúng ta sẽ chuyển had to, vân vân. Đó là một số những cái chú ý mà chúng ta cần chuyển khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Trên đây là cô đã ôn lại củng cố cho các bạn cách chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp ở ba loại câu. Một, đó là câu kể. Hai, đó là câu hỏi. Thứ ba, đó là câu mệnh lệnh yêu cầu. Và một số cách chuyển các đại từ, các trạng từ chỉ thời gian nơi chốn và chúng ta nùi thì. Yêu cầu bảng này các bạn sẽ học thuộc cho cô. Và bài tập về nhà, homework, revise the report speech, chúng ta sẽ ôn lại cái chuyển, và thứ hai là chúng ta sẽ làm bài tập về câu trực tiếp gián tiếp, cô sẽ đưa bản quốc. Thank you for attention. Goodbye and see you later.